Giải mã giấc mơ thấy trúng số là điềm báo gì? Giải mã giấc mơ thấy trúng số chi tiết nhất trong mỗi chúng ta. Ai cũng có thể nằm mơ thấy trúng số một lần. Vậy nằm mơ thấy trúng số là điềm báo gì? Mời các bạn cùng kênh tham khảo video sau đây nhé. Mơ thấy mình được người khác mua vé số trúng. Khi gặp những giấc mơ thấy mình được người khác đưa vé số trúng thưởng thì xin chúc mừng bạn, vì bạn đã đang và sẽ gặp được nhiều may mắn và được các quý nhân phù trợ. Bởi có lẽ trong cuộc sống bạn là người hết lòng vì người khác, luôn đối xử tốt với tất cả mọi người xung quanh. Chính lòng tốt đã đem lại vận may cho bạn theo nhiều cách không ngờ tới. Vậy nên bạn hãy cứ sống như vậy, siêng năng làm việc thiện, chắc chắn những điều tốt lành sẽ luôn đến với bạn. Mơ thấy vé số khi nhặt được trên đường. Đây cũng là giấc mơ mang điềm lành về cho bạn. Khi gặp được những giấc mơ này, phải cảm thấy thật vui vẻ, vì đây là điềm báo tương lai cho bạn sẽ nhận được nhiều tài lộc, cơ hội, có thể sẽ được thăng tiến nhiều trong công việc. Đây là thời cơ để bạn cố gắng phát triển bản thân mình. Hãy cố gắng làm việc, tạo dựng cho mình những mối quan hệ thì chắc chắn sẽ được quý nhân phù trợ. Mơ thấy trúng số với giải thưởng bình thường. Từ nãy giờ chỉ nói đến những may mắn khi mơ thấy trúng số. Tuy nhiên, cần lưu ý, vì khi bạn nằm mơ thấy trúng số nhưng chỉ là giải thưởng bình thường thì lúc này đừng vội vui mừng, vì đây có lẽ là điềm báo không may tốt lành đâu. Có lẽ đây là điềm báo xấu, không hề tốt. Sẽ có nhiều chuyện không may mắn trong công việc đến với bạn. Đặc biệt bạn cần phải cẩn thận trong vấn đề tiền bạc, vì khả năng bị mất cấp rất là cao. Nếu nằm mơ thấy trúng số đặc biệt, đây là giấc mơ vô cùng tốt. Khi nằm mơ thấy trúng số đặc biệt, điều này chứng tỏ rằng bạn hoàn toàn có khả năng và khả năng để thăng tiến, bứt phá trong công việc của mình. Đây là cơ hội tốt để bạn nắm bắt và phát triển bản thân mình hơn. Hãy nhớ rằng chỉ cần chăm chỉ, không ngừng học hỏi, rèn luyện, tạo nên dấu ấn riêng của bản thân, khẳng định bản thân mình thì mới đạt được những thành công trong tương lai. Nằm mơ thấy trúng vé số đặc biệt nhưng tờ vé số lại bị gắt nát. Đây là một giấc mơ sẽ không may mắn cho bạn trong thời gian sắp tới. Có lẽ trong buôn bán hay kinh doanh của bạn không thuận lợi, thất thoát tiền bạc, hao phí tiền bạc. Còn trong gia đạo sẽ nảy sinh hiềm khích và sẽ có những mâu thuẫn trong gia đình. Vậy nên cần lưu ý lời ăn tiếng nói để tránh những hiềm khích không đáng có xảy ra. Bạn nằm mơ thấy bản thân trúng vé số nhưng lại bị cướp giật. Khi gặp những giấc mơ này hãy thật sự cẩn thận, bởi vì đây là điềm báo sẽ có nhiều người không thích bạn. Họ ganh tị với thành công của bạn và đang có ý định muốn tranh giành những gì bạn đang có. Vì vậy, trong thời gian này bạn nên để ý, khi muốn kết thân với một ai đó nên tìm hiểu kỹ trước khi bắt đầu một mối quan hệ. Bạn nằm mơ thấy trúng vé số và đã đi nhận thưởng. Khi mơ thấy mình đã trúng vé số và đã đi nhận thưởng thì đây là một báo hiệu cho cuộc sống đầy đủ, dư dả và vô cùng sung sướng. Và những khó khăn khiến bạn đau đầu trong cuộc sống sẽ dần dần được giải quyết suôn sẻ. Những dự định bạn chưa thể thực hiện cũng sẽ được hoàn thiện một cách tốt nhất. Đây cũng là thời cơ tốt để bạn có thể thúc đẩy những ý tưởng đầu tư và kinh doanh ấp ủ từ lâu của mình. Bạn nằm mơ thấy người đã khuất cho mình vé số trúng. Nghe có lẽ vô lý nhưng thật sự nhiều người nằm mơ thấy những người thân đã khuất về cho vé số trúng. Và thường khi ai mơ về giấc mơ này thì hãy đầu tư một chút, vì đa phần ai cũng đã thực sự trúng.
Tuy nhiên, để tỷ lệ trúng cao hơn thì bạn nên cố gắng nhớ chi tiết từng con số trong mơ nhé. Giải mã chi tiết các giấc mơ người khác trúng số. Những giấc mơ khi thấy người khác trúng số mà không phải bạn đã vô tình phản ánh lên nội tâm của bạn. Có lẽ bạn đang cảm thấy ganh tị với những người khác đang có hoặc bạn đang ao ước, vừa khát khao vừa có một chút đố kỵ và mong muốn mình cũng sẽ được vậy. Lời khuyên dành cho bạn là thay vì ganh tị, hãy cố gắng chứng tỏ rằng bạn cũng có thể đạt được những thành công đó. Mơ thấy người thân trúng số. Khi mơ thấy những người thân xung quanh mình trúng số thì chúc mừng bạn, vì có lẽ sắp tới bạn sẽ có nhiều may mắn hơn. Những phiền muộn và lo âu trước giờ trong gia đình sẽ được giải quyết một cách êm đềm. Những điều vướng mắc hay khó khăn rồi cũng sẽ nhanh qua. Không những thế, những dự định mà bạn đang ấp ủ trong công việc sẽ gặt hái được nhiều thuận lợi và cuộc sống của bạn sẽ càng trở nên sung túc hơn. Bạn mơ thấy bản thân trúng số. Mơ thấy bản thân trúng số là những dự báo cho những mối quan hệ tốt đẹp. Những mối quan hệ giữa hai bạn hay những người xung quanh sẽ càng ngày càng trở nên thấm thiết và gắn kết. Bên cạnh đó, có thể một khoản tiền đến với bạn trong tương lai. Mơ thấy người yêu mình trúng số. Khi trong mơ bạn thấy người yêu mình trúng số thì có lẽ như trong khoảng thời gian này hai bạn đang gặp chút chuyện cãi vã về vấn đề tiền bạc không hay. Hãy nhớ điều chỉnh lại vấn đề tiền bạc để không ảnh hưởng đến mối quan hệ xinh đẹp này bạn nhé. Mơ thấy người yêu cũ trúng số. Khi nằm mơ thấy người yêu cũ trúng số, có lẽ đó là dấu hiệu của việc bạn đang có vấn đề không thể buông bỏ được. Có thể là những mối quan hệ hay những vấn đề công việc khiến bạn phải đắn đo suy nghĩ. Mơ thấy hàng xóm được trúng số. Những giấc mơ về hàng xóm trúng số đã thể hiện rõ sự ganh tị, đua trong cuộc sống làm ăn. Có thể họ đang cố gắng tìm cách phá hại bạn, chiếm đoạt khiến cho bạn sự nghiệp của bạn sẽ gặp vấn đề trì trệ. Chính vì vậy, hãy cẩn thận trong những mối quan hệ như thế này, đề phòng những chuyện không đáng có xảy ra. Nằm mơ thấy đồng nghiệp trúng số. Giấc mơ thấy đồng nghiệp trúng số có lẽ là giấc mơ không vui vẻ gì. Khi gặp giấc mơ này, có thể bạn sẽ phải nhận những tin tức không hề vui từ những người mà bạn thân quen. Nằm mơ thấy mình cho người khác vé số trúng. Giấc mơ này đã phản ánh một phần tính cách của bạn. Bạn có một tấm lòng tốt, trái tim ấm áp, luôn muốn giúp đỡ những người xung quanh. Tuy nhiên, có lẽ bạn vẫn chưa thể đạt được thành công nào đó trong cuộc sống. Nhưng đừng vì vậy mà nản lòng. Chỉ cần bạn cố gắng thêm một chút nữa, siêng năng thêm một chút thì chắc chắn công sức của bạn sẽ được đền đáp. Số liên quan đến những con số nào chim bao thấy mình trúng số bất kỳ 86 68. Nếu mơ thấy mình trúng số độc đắc thì đánh ngay 12 42 72. Nếu mơ thấy vé số trúng độc đắc đã bị gách nát 07 37 77. Mơ thấy trúng số nhưng lại thất lạc mất không tìm thấy 09 39 90. Mơ trùng với nhiều số trong kết quả 47 74. Trong mơ chỉ thấy một tấm vé số duy nhất 28 82. Ngủ mơ thấy mình được trúng số đề 26 36 00 88. Ngủ mơ thấy mình được trúng đề 26 36 00 88. Ngủ mơ thấy mình đã trúng vé số kiến thiết 08 28. Nằm mơ thấy người khác trúng số bất kỳ 01 số 10. Nằm mơ thấy người khác được trúng số độc đắc 38 83. Nằm mơ thấy vợ trúng số đánh ngay 78 87. Nằm mơ thấy chồng trúng số 04 40. Mơ thấy bạn bè trúng số 48 84. Mơ thấy người thân nào trong nhà đó trúng số 22 42 44. Nếu mơ thấy mình đang đi lãnh vé số 17 71 72 trong giấc ngủ mà có người báo mình trúng số 39 93. Ngủ mơ thấy có nhiều người cùng đi nhận thưởng 08 80. Chim bao thấy mình lỡ làm mất vé số trúng độc đắc 23 32.
nằm mơ thấy mình bị giật tờ giấy số trúng 59, 95. Chim bao thấy mình đi cho người khác tờ vé số trúng 57, 75. Chim bao thấy người khuất cho mình tờ vé số 24, 49, 79. Chim bao thấy đi cho người khác tờ vé số trúng 57, 75. Chim bao thấy mình đi mua rất nhiều vé số 47, 74, 85. Nằm mơ thấy mình lượm tờ vé số độc đắc 45, 54, 55. Nằm mơ thấy ai cũng được trúng tờ độc đắc 18, 78, 98. Nằm mơ thấy số trúng thế nhưng bạn lại đánh mất 37, 77, 91. Nằm mơ thấy từng số riêng lẻ thì bạn đánh ngay 11, 22, 33, 44, 55.